Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ tư ngày 28 tháng 6 với những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Tuyến đường kết nối 3 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận, cơ hội mới, động lực mới phát triển kinh tế vùng. Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nha Trang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và Sở Ngoại vụ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Báo cáo kết quả 5 năm triển khai quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của ban thường vụ tỉnh ủy cho thấy, việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cơ quan tiến hành cơ bản thường xuyên, đồng bộ, chặt chẽ. Ban tổ chức tỉnh ủy kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt việc xét duyệt, quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài học tập, công tác hoặc có liên quan đến yếu tố nước ngoài phối hợp hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình an ninh chính trị nội bộ cùng với đó công tác thẩm định thẩm tra xác minh kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ đảng viên được thực hiện nghiêm túc với phương châm không được để lọt vào cấp ủy lãnh đạo quản lý những người không đủ tiêu chuẩn chính trị nhờ vậy công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt được một số kết quả quan trọng đóng góp vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng góp phần kiềm chế ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng hội nghị cũng chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế nguyên nhân và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 vừa diễn ra tại Hà Nội, trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa do ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri 27 xã phường trên địa bàn thành phố Nha Trang. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 về các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia kỳ họp với tinh thần trách nhiệm rất cao, có 40 lượt ý kiến tham gia chất lượng, có chiều sâu, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri đối với Quốc hội. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT 656 kết nối ba tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành thời gian ghi nhận và giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri như quan tâm việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công, có giải pháp kiểm soát chặt quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết vướng mắt trong quá trình cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, các vấn đề về an ninh, môi trường, giao thông đô thị, v.v. Sáng cùng ngày, ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đã dẫn đầu đoàn đại biểu tiếp xúc với cử tri 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện Chiên Khánh. Đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Chiên Khánh cũng đề đạt Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành và tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm giải quyết nhiều kiến nghị, như sớm thông qua dự án luật đất đai sửa đổi đưa dự án luật này vào cuộc sống tháo gỡ khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng bồi thường tái định cư tại các địa phương triển khai các dự án nâng cấp hạ tầng giao thông đường sắt ngăn chặn tình trạng bán hàng giả hàng kém chất lượng trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử tăng cường các biện pháp hạn chế nguy cơ đuối nước ở trẻ em Chiều cùng ngày, ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn đại biểu đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba xã cánh Bắc của huyện Khánh Vĩnh, gồm Khánh Đông, Khánh Bình và Khánh Hiệp. Cử tri ba xã đã thống nhất với những nội dung báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đánh giá cao chất lượng kỳ họp thứ năm của Quốc hội khóa 15. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội các ngành các cấp một số vấn đề cần được quan tâm giải quyết như xem xét nâng cấp hệ thống thoát nước dọc tuyến quốc lộ 27C qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh quan tâm vấn đề cấp đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời triển khai thêm các dự án hỗ trợ sinh kế phù hợp cho người dân địa phương. Cùng với đó, cần sớm có phương án quy hoạch đô thị cụ thể nhà phát triển huyện Khánh Vĩnh theo nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Xin được chuyển sang một nội dung khác. Tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia ước thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 là nội dung chính tại buổi làm việc của ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh với huyện Khánh Sơn vào sáng nay. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, trong năm 2023, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn huyện là hơn 156 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là chương trình giảm nghèo bền vững với hơn 100 tỷ đồng, Ước trong 6 tháng đầu năm nay, nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng các chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân được gần 45 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn sự nghiệp cấp bổ sung năm nay và vốn chưa phân bổ năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023, đang triển khai các dự án, tiểu dự án thành phần. Tuy nhiên, vì triển khai nguồn vốn sự nghiệp gặp khó khăn nên tỷ lệ giải ngân thấp. Nguyên nhân chủ yếu do thời gian phân bổ vốn chậm. Trong quá trình triển khai, địa phương phải chờ sự hướng dẫn từ các cơ quan cấp trên. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp các ngành đã giúp huyện Khánh Sơn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia mang lại hiệu quả bước đầu, tạo sự khởi sắc cho địa phương miền núi. Thời gian tới, huyện cần tập trung cải thiện đời sống người dân, sử dụng tốt nguồn vốn từ các chương trình để đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đảm bảo đầu ra cho nông sản, tăng cường các dịch vụ thương mại, buôn bán nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai, hoạt động xây dựng trái phép tại những khu vực đã được quy hoạch các dự án trọng điểm quốc gia của tỉnh, của huyện, cùng một số nội dung quan trọng khác. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công công trình cải tạo sửa chữa trung tâm hành chính công tại địa chỉ 26 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang. Công trình cải tạo sửa chữa trung tâm hành chính công tỉnh Khánh Hòa được khởi công ngày 9 tháng 6 mới đây do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ đầu tư. Đại diện các đơn vị đã báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thi công công trình. Theo đó, các hạng mục sửa chữa cải tạo đang được thi công đạt tiến độ từ 25 đến khoảng trên 95%. Một số hạng mục đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công cũng đề xuất với các ngành liên quan một số nội dung cụ thể để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình tại buổi kiểm tra chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn tấn tuân đã đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo an toàn và đảm bảo chất lượng công trình khu vực tiếp đón người dân đến làm thủ tục cần hạn chế lắp đặt vách ngăn bố trí các trang thiết bị phục vụ thuận tiện qua đó nhằm tạo không gian thông thoáng thể hiện tính thân thiện giữa chính quyền với nhân dân lãnh đạo tỉnh giao văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chú ý việc đầu tư trang thiết bị phải đồng bộ xây dựng và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ và cung cấp quản lý thông tin tích hợp dữ liệu đảm bảo đúng quy định chuyên nghiệp hiện đại nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân cũng trong chiều nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành về kết quả giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023. Tại điểm cầu Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ bình quân giải ngân vốn đầu tư nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm nay của các địa phương đạt hơn 6% kế hoạch. Tại Khánh Hòa, tổng kế hoạch vốn nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023 là hơn 470 tỷ đồng. Tính đến ngày 15 tháng 6, so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 6,1%, sắp xỉ bình quân chung của cả nước. Nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân chưa cao là do công tác kiểm đếm, thẩm định, phê duyệt đơn giá đền bù phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của các dự án còn chậm công tác nghiệm thu thanh toán của chủ đầu tư và các nhà thầu còn chậm có dự án được đề xuất điều chỉnh địa điểm thực hiện Tại hội nghị trực tuyến, các địa phương đã nêu những khó khăn vướng mắt và đề xuất trung ương tháo gỡ. Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị các địa phương ra soát phân bổ chi tiết dự toán đến từng dự án, đảm bảo sát tiến độ, nhu cầu giải ngân của dự án, kịp thời báo cáo chính phủ về các vướng mắc phát sinh, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân các dự án, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn ODA. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng đã đến dự hội nghị tôn vinh các nhà phân phối đại lý tiêu biểu của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa. Nhờ sự đóng góp của toàn hệ thống hơn 1.000 nhà phân phối đại lý trong và ngoài nước, đẩy mạnh phát triển mạng lưới bán hàng trên nhiều kênh, năm 2022, doanh thu của Yến Sào Khánh Hòa tăng hơn 20% so với năm 2021. 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt khoảng 2.680 tỷ đồng, bằng hơn 52% so với kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước 230 tỷ đồng, đạt hơn 60% kế hoạch năm. Tại hội nghị, sáng nay, 142 đại lý nhà phân phối tiêu biểu xuất sắc đã được tôn vinh, trao thưởng với tổng giá trị hơn 18 tỷ đồng. Thời gian tới, công ty Yến Sào Khánh Hòa sẽ phát triển thêm nhiều hang đảo Yến mới, xây dựng các công trình kỹ thuật, đầu tư các nhà máy trọng điểm, tiếp tục sản xuất sản phẩm chất lượng cao phát triển thêm các dòng sản phẩm mới để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu đã chủ trì cuộc họp với Sở Du lịch và đơn vị tư vấn để nghe trình bày ý tưởng tổ chức thi trình diện ánh sáng mang tên Lễ hội Ánh sao quốc tế Everglamour Nha Trang 2024. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn là công ty cổ phần giải pháp kinh doanh Corex, cuộc trình diễn ánh sáng tròn lại mang tên Lễ hội ánh sáng quốc tế EverClamo Nha Trang 2024 sẽ kết hợp với Liên hoan du lịch biển 2024, dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2024. Đây sẽ là cuộc thi trình diễn ánh sáng nghệ thuật lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới với 4 đến 8 đội thi đến từ một số quốc gia. Trong đó, xen kẽ với các phần trình diễn ánh sáng sẽ là chương trình biểu diễn nghệ thuật. Sau khi nghe các sở ngành đơn vị liên quan góp ý về thời gian địa điểm phương án tổ chức, nội dung các đêm thi trình diễn, ngân sách thực hiện, ông Đinh Văn Thiệu cơ bản thống nhất về chủ trương thực hiện cuộc thi, giao sở du lịch tiếp tục chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện kịch bản ý tưởng, lưu ý còn xây dựng kế hoạch cụ thể về nguồn lực thực hiện, sớm trình thường trực ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Theo lời mời của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đã tham dự hội nghị thượng đỉnh CEO Ấn Độ Việt Nam lần thứ tư diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6 tại Ấn Độ. Đợt này, đoàn Khánh Hòa sẽ tham gia hai hội nghị thượng đỉnh CEO Ấn Độ Việt Nam lần thứ tư tổ chức tại thành phố New Delhi và thành phố Hyderabad do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Thương mại Ấn Độ gọi tắt là ICC đồng tổ chức. Hội nghị thượng đỉnh lần này là hoạt động tiếp nối sau chuyến thăm của đoàn đại biểu ICC đến tỉnh Khánh Hòa vào tháng 3 năm nay. Trong ngày hôm qua 27 tháng 6, Hội nghị thượng đỉnh CEO Ấn Độ Việt Nam lần thứ tư đã diễn ra tại thành phố New Delhi với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Nguyễn Thanh Hải, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, đoàn công tác của các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, An Giang, cùng các đơn vị doanh nghiệp doanh nhân của cả hai nước. Thưa quý vị và các bạn, Khánh Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay để đến được địa phương này chỉ có duy nhất con đường tỉnh lộ 9 là tuyến đường huyết mạch để đi lại cũng như lưu thông hàng hóa với các địa phương khác. Nhưng vào mùa mưa lũ, tuyến đường này lại thường xuyên bị sạt lở gây gián đoạn giao thông, khiến huyện Khánh Sơn bị chia cắt, cô lập. Để phá thế độc đạo và tạo không gian cho huyện Khánh Sơn phát triển bứt phá. Mới đây, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa, kết nối hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận. Trong những năm qua, từ nguồn vốn của tỉnh và trung ương, hạ tầng giao thông liên xã, các cầu treo, cầu tràn, đường vào khu sản xuất trên địa bàn huyện Khánh Sơn đã được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuyến tỉnh lộ 9 được Sở Giao thông Vận tải tỉnh đầu tư duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên. Nhờ đó giúp cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của bà con địa phương được thuận lợi hơn nhiều. trong đường xá bữa nay thì đi cũng cũng dễ ổn định hơn trước. Trước đây thì lỗ hang rồi gặp gần này kia nọ rồi cống thoát nước lũa nó cũng nước mưa lục rồi tràn qua đường bữa nay là hết rồi ổn định rồi. Mấy khúc đường giao kia nay rồi nhà nước cũng làm rồi cầu cống rồi cũng làm thông hết đi cũng được mấy năm trước thì ngập tràn đi cái mỗi lần tàu là phải đứng lại chờ nó hết nước rồi mới qua được theo Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa, mặc dù tỉnh rất quan tâm, thường xuyên đầu tư nâng cấp và mở rộng mặt đường một số đoạn trên tỉnh Lộ 9, nhưng do địa hình hiểm trở dốc ngang dốc dọc lớn nên không thể cải tạo mở rộng đường hoàn chỉnh, nhất là phía đông của đèo. Vì vậy, những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề xuất Quốc hội Chính phủ cho phép thực hiện dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến tỉnh lộ 9, kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. Với 99,7% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án này, qua đó mở ra nhiều cơ hội cho hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Bức phá góp phần trong việc hoàn thành mục tiêu. Đến năm 2025, hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đáp ứng tiêu chí thoát khỏi huyện nghèo theo chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 mà tỉnh Khánh Hòa đề ra, đồng thời giúp tỉnh Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo nghị quyết số 09 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị các con đường uh, mới mở ra kết nối mới với Khánh Sơn qua Khánh Vĩnh và có con đường uh, đèo Khánh Sơn có thể đi lại thuận lợi hơn thì, thì sẽ mở ra rất nhiều cái cơ hội cho Khánh Sơn phát triển. Thứ nhất là về phát triển du lịch thì uh, các cái uh, khách người ta đi lên Khánh Sơn thì dễ dàng hơn thì cái lượng khách đến với Khánh Sơn sẽ nhiều hơn. Hai nữa là uh, các xe container có thể lên đến được Khánh Sơn thì cái việc mà mua bán nông sản thì à, bà con khỏi bị ép giá hơn. À, rồi, giao thông thuận lợi thì, thì hàng hóa lưu thông phát triển thì à, bà con sẽ được hưởng lợi này. À, thứ ba nữa đó là các cái nhà đầu tư lớn họ có đường xá thuận lợi dễ dàng thì họ sẽ à, đầu tư các dự án lớn đặc biệt về phát triển du lịch nè và làm các khu công nghiệp theo phê duyệt, dự án được thực hiện trên địa bàn hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, trong đó điểm đầu giao với quốc lộ 27C thuộc địa phận xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, điểm cuối tại ranh giới giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận trên tỉnh Lộ 9. Dự án có tổng chiều dài gần 57 km, đường cấp 3 miền núi với hai làng xe, không có giải phân cách giữa, tổng chiều rộng nền 9 m Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương hỗ trợ khoảng 1.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến hết năm 2027. Sau khi hoàn thành, sẽ hình thành một trục giao thông theo hướng Bắc Nam tại khu vực phía Tây của tỉnh Khánh Hòa, kết nối với trục giao thông cũng theo hướng Bắc Nam, đường tỉnh 707 tại khu vực phía Tây của tỉnh Ninh Thuận trục giao thông này kết nối đồng bộ với mạng lưới các trục đường giao thông theo hướng đông tây hiện có của hai tỉnh. Do đó, sẽ hình thành mạng lưới đường bộ thông suốt từ phía Tây Khánh Hòa qua phía Tây Ninh Thuận đến tỉnh Lâm Đồng. Tiếp tục với các tin tức về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Sau phần thi ngữ văn vào buổi sáng, chiều nay các thí sinh tiếp tục bước vào môn thi thứ hai, môn toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Trong buổi sáng, cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh từ Khánh Hòa đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn. Đây cũng là bài thi tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong 120 phút, thí sinh hoàn thành bài thi với hai phần, đọc hiểu và làm văn. Sau 30 phút phát đề, đề thi văn xuất hiện trên mạng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển thông tin cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an và cuộc xác minh. Bộ cũng cho biết thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đảm bảo đúng quy chế. Số thí sinh đăng ký dự thi môn văn là 14.311 thí sinh, vắng 42 em. Số thí sinh đăng ký dự thi môn toán là 14.350 thí sinh, vắng 44 em. Trong đó có 16 thí sinh được miễn thi. Ngày mai, buổi sáng, thí sinh làm các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thời gian làm bài 150 phút. Buổi chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ với thời gian 60 phút. Nhằm đồng hành hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2023, sáng nay, tỉnh Đoàn Khánh Hòa đồng loạt triển khai 33 đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại 33 điểm thi trên toàn tỉnh. Hơn 500 đoàn viên tình nguyện viên, trong đó phần lớn là các sinh viên đến từ các trường trung cấp cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh đã có mặt từ rất sớm tại các điểm thi để hỗ trợ hướng dẫn thí sinh. Theo đó, các đội hình tiếp xúc mùa thi sẽ phát nước uống, bút miễn phí cho tất cả các thí sinh trước khi bước vào các điểm thi. Ngoài ra, tỉnh đoàn còn triển khai các đội hình từ nguyện di động, đội xe ôm miễn phí nhằm giúp đỡ hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thí sinh khuyết tật đến các điểm thi an toàn đúng giờ, hỗ trợ phát báo quạt cho phụ huynh trong lúc chờ đợi con em. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 14.480 thí sinh tham gia dự thi tại 33 điểm thi với 618 phục thi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi được các lực lượng liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc từ rất sớm. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng phương án và triển khai bố trí lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các điểm thi. Tại khu vực các phòng thi, lực lượng công an được bố trí túc trực 24 trên 24 giờ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, bảo mật trước khi kỳ thi diễn ra. Đặc biệt có những trường hợp thí sinh đi lại khó khăn, được lực lượng công an hướng dẫn, hỗ trợ đến tận điểm thi. Nhờ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hoạt động biểu dương giao lưu với 60 gia đình cán bộ hội và gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi giao lưu, các đại biểu cùng ôn lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, giao lưu chia sẻ những kỹ năng giao tiếp, ứng xử các mối quan hệ trong gia đình hiện đại, nghệ thuật gìn giữ hạnh phúc gia đình, tham gia các trò chơi nhằm tăng sự kết nối giữa các thành viên gia đình với nhau. Buổi giao lưu biểu dương là dịp để các gia đình tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con, góp phần phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tôn Vinh biểu dương 32 gia đình tiêu biểu có nỗ lực phấn đấu xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con tốt, xây dựng phong trào tổ chức hội vững mạnh thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Cập nhật tiến độ thực hiện đề án 06 trên địa bàn toàn tỉnh tính đến ngày 27 tháng 6 đã thu nhận 472.080 tài khoản định danh điện tử đạt tỷ lệ 62,4%, tăng 2,1% so với ngày trước đó. Trong đó các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Diên Khánh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu nhận tài khoản định danh điện tử của công dân. Cụ thể trong ngày 27 tháng 6, toàn tỉnh đã tiếp nhận 17.778 tài khoản đăng ký định danh điện tử đạt hơn 206% chỉ tiêu giao trong ngày. Số tài khoản được kích hoạt trong ngày là 23.244 tài khoản đạt tỷ lệ hơn 145% chỉ tiêu giao. Chi tiết kết quả thực hiện của từng địa phương trong ngày 27 tháng 6 như sau. Thành phố Nha Trang đã thu nhận 5.575 tài khoản trên chỉ tiêu 3.282 tài khoản cần thu nhận trong ngày, đạt tỷ lệ 169,9%. Thành phố Cam Ranh đã thu nhận 4.492 tài khoản trên chỉ tiêu 1.568 tài khoản cần thu nhận trong ngày, đạt tỷ lệ 286,5%. Huyện Cam Lâm đã thu nhận 975 tài khoản trên chỉ tiêu 434 tài khoản cần thu nhận trong ngày, đạt tỷ lệ 224,7%. Huyện Vạn Ninh đã thu nhận 627 tài khoản, trên chỉ tiêu 198 tài khoản cần thu nhận trong ngày, đạt tỷ lệ 317,1%. Thị xã Ninh Hòa đã thu nhận 3.221 tài khoản, trên chỉ tiêu 3.119 tài khoản cần thu nhận trong ngày, đạt tỷ lệ 103,3%. Huyện Khánh Vĩnh đã thu nhận 519 tài khoản, trên chỉ tiêu 15 tài khoản cần thu nhận trong ngày, đạt tỷ lệ... 3.460%. Các huyện Diên Khánh và Khánh Sơn dù đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được giao trong đợt này, nhưng trong ngày 27 tháng 6 vẫn thu nhận thêm lần lượt là 2.172 và 197 tài khoản định danh điện tử. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Khánh Hòa sẽ được kết lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.